Rồi video này chúng ta sẽ hiển thị nhiều số hơn là các led bài đoạn bằng phương pháp quét quét led. Thì bài này chúng ta sẽ đếm đếm giây và phút, không đếm giây tăng từ 00 cho đến 59. Sau khi đến 59 thì giây sẽ trở về 0 và phút tăng lên 1, phút cũng tăng từ 00 đến 59. Cái chân anode nối vào cái chân của video khiển thông qua cổng nối, ở đây mình nối với box C. Bạn chú ý, nếu các bạn làm mạch thật thì chúng ta không dùng cổng nối rồi, chỉ có mô phỏng mới dùng cổng nối thôi. Mạch thật chúng ta sẽ dùng một con trăng to NB, BNB chẳng hạn như là A5 số 4, A1015. Và chúng ta sẽ nối cực E lên nguồn. Còn cực C chúng ta sẽ nối vào trong anode của led. Cực B chúng ta nối vào một con điện trở. Ở đây chúng ta thêm cái điện trở hàng dòng. Và đầu còn lại của điện trở chúng ta nối vào cái chân RC0 đến RC3. Tuy nhiên trong mạch mô phỏng chúng ta chỉ dùng cổng nối thay cho nguyên cả cái khối này.
Ở đây bọc B của mình là bọc xuất dữ liệu. B của mình sẽ bằng 0.0.0. Bọc C cũng xuất luôn. Cho nên chiếc C cũng bằng 0.0.0. Chúng ta có một biến giờ 4 phút và đầu à biến phút và biến giây đi, đếm đếm phút với giây thôi. Phút ban đầu bằng 0 và giây ban đầu cũng bằng 0. Chúng ta sẽ viết một cái hàm hiển thị riêng. Để hiển thị phút giây, chúng ta hiển thị phần đơn vị của giây trước, thì một bài của mình sẽ bằng 1 giây chia lấy dư cho 10, chưa sẽ lấy hiển thị gì mà nhỉ, cho cái chân nối với con led hay đơn vị của dây đây, chân nối với anode của led là chân RC3 một C chấm B3 bằng 0 thì lại 1 mili giây, sau đó chân trở lên 1 hộ. Tương tự như vậy, chúng ta hiển thị phần trục của dây. Đây là B3.2. À, bọc C bit thứ hai chứ. RC2. Tương tự như vậy cho phút. Thì sẽ là B3.1 à, bọc C chấm bit 1, bọc C chấm bit 1, đây là bọc C chấm bit 0. Chấm đúng rồi. Và chúng ta thấy cái thời gian hiển thị ở đây nó chiếm khoảng, nó có 4, chủ yếu là delay này, có 4 gọi hàm delay 1 mili giây 4 lần, vậy là nó khoảng 4 mili giây. Thì chúng ta sẽ hiển thị khoảng 250 lần thôi. 250 lần nhân cho 4 là ra 1.000 đúng không? Như vậy là sau khi hiển thị 1.000 lần, chúng ta sẽ được khoảng thời gian hiển thị mất hết 1 giây, chúng ta tăng biến giây lên.
và chúng ta xét nếu mà dây nó bằng 60 thì chúng ta cho dây bằng 0. Sau đó chúng ta tăng phút lên, tương tự như vậy chúng ta xét phút. À, phút phút thì không cần, phút chúng ta lấy phút chi lấy dư cho 60 luôn thì chúng ta sẽ được phút nó luôn đếm từ 0 đến 59. Ở đây chúng ta chưa có khai báo biến y. À, biên dịch thử. Ta chạy thử chương trình nhé. Ồ, bị sai ở đâu rồi nhỉ? Ở đây phút giây nó không có tăng. Ở đây y nhỏ hơn một bằng, y nhỏ hơn thôi, nhỏ hơn 250. Thì các bạn thấy dây nó đếm rồi. Chúng ta chờ coi coi đếm tới 59 phút nó có tăng lên 1 rồi không. Đó. Thì thông thông qua bài này các bạn biết được cách hiển thị nhiều led bài đoạn hơn bằng phương pháp web. Chúng ta chỉ mất hết một bọt dữ liệu là khoảng 8 chân hoặc là 7 chân, nếu mà cái chân DB chúng ta không sử dụng thì chỉ tốn khoảng 7 chân. Và cái chân anode xài bao nhiêu led thì bấy nhiêu chân anode. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.